Con vật nó tận tối hôm trước hôm nó mới điện. Chào các bạn nhá. Đây hôm nay mình lại review chỗ dầm cá đẻ này. Nước mưa nó lên nhá. Đó, làm phát cho đầy xô rồi thôi. Ý, lắm lúc gặp một đàn nó lôi con đi. À nó một con đực. Ui, bỏ thêm mất rồi. Ui giời ơi. Con này là con chép. Làm mất kìa. Không phải khi dần lên dịch trên lúc ở chỗ này tao đi rồi nó đuổi. Ui trời gì á, được lên rồi. Dầm lên dịch trên này. Bé to bắt to thế cơ, to mà rồi cho hết toàn cá dầm to rồi gì. Này như cái vinh ở trong miền Nam này. Ui trồng nhiều lắm nó đéo ra. Lúc cái sườn này nó đẻ. Úi giời ơi. Đấy. Úi giời, dầm rồi. Đấy. Sao mà gặp bà Nhung đi làm sớm thế? Gì? Bụi cổ đại chứ. Ba lòng dội à. Tân Yên và Long chơi lên thì cũng chơi mà hay mãi tuần mãi một giờ mới nhiều mình về. Cái xe em quân ở đấy quân nó lắt bét mà mày hôm nào tỉnh trợ tới chị mày trận dám mẹ anh. Ui trời ơi này. Dầm có tí. Sao chứ ăn dầm béo mà. Mềm hơn cá riếc, ngon hơn cá riếc. Không. Ngon hơn cá riếc. Gặp thành thần thì mà chưa đi ăn dầm ăn. Úi giời con gì. Điện mạnh quá. Cần giúp. Con diềm. Con diềm kho khô. Còn nó kho như cá bống ấy. Đâu già lúc hết trong đấy lên ở trên này nó lên nó đẻ. Ui dừng.
Còn này đẩy người. Nó kéo đầu nó vào nhiều thế nhỉ? Mở nhưng mà nghĩa là cái mùa nó cạn đó, nó thấy đâu mà. Này có cái giỏ nhỉ. Ui giời ơi. Nó đánh ở dưới này đéo khó, cháu đánh ở trên này. Xong nó ngồi đây nó gọi thực cóc ra ngay. Nhìn thì nhiều này, qua chúng nó nhặt cả ngày mới được tí. Này mà đêm đi, đêm chỗ này này. Đây là nó còn xuống rồi đấy. Lúc ra lúc dịch. Cỏ rậm nó đéo lên. Đây, nhìn. Đây. Rậm ở đây. Này là nước trên bàn đường lắm. Đường bàn tầm cả. Rậm to. Qua đây thì có đàn nó đang đuổi nhau. Đúng không? Vướng cỏ réo lên. Còn lúc sau nó mới nổi. Ấy, gầm to hết. Vương cỏ đéo lên được. Đang dựa vào cỏ nó đẻ.